Truyền thông phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ ba, ngày 9 tháng 7 năm 2024, Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Giồng Lớn, xã Dinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, không chỉ nổi tiếng là cơ sở y tế về hỗ trợ điều trị ung thư giai đoạn cuối, mà còn được biết đến bởi tấm lòng nhân ái, sẵn sàng dang rộng vòng tay tiếp nhận và hỗ trợ cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Nơi đây đã trở thành điểm tựa hy vọng cho nhiều bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo, đặc biệt là những người có sức khỏe yếu, di chuyển khó khăn. Với tinh thần y đức cao cả, đội ngũ các thầy thuốc và nhân viên tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, luôn tận tâm, chu đáo trong việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho từng bệnh nhân. Bên cạnh đó, phòng khám còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ y tế cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là những người phải di chuyển bằng xe lăn. Nhờ sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, được trang bị đầy đủ xe lăn y tế, giúp di chuyển dễ dàng cho những bệnh nhân có nhu cầu. Nhờ vậy, các bệnh nhân có thể thuận tiện di chuyển trong khuôn viên của phòng khám, từ khu vực tiếp đón phòng khám đến khu vực hỗ trợ điều trị, nghỉ ngơi mà không gặp phải bất cứ khó khăn nào. Sự quan tâm và hỗ trợ thiết thực của phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã mang đến niềm vui và hy vọng cho những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. Họ cảm thấy được trân trọng, được chia sẻ và được tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu với bệnh tật. Những điểm nổi bật về hoạt động hỗ trợ bệnh nhân tại phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí: tiếp nhận và hỗ trợ điều trị miễn phí cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là bệnh nhân ung thư; cung cấp xe lăn y tế miễn phí cho bệnh nhân sử dụng trong quá trình thăm khám chữa bệnh tại phòng khám; hỗ trợ di chuyển cho bệnh nhân trong khuôn viên phòng khám; tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp cận dịch vụ y tế cho tất cả các bệnh nhân ung thư; mang đến niềm vui, hy vọng và động lực cho bệnh nhân trong quá trình hỗ trợ điều trị ung thư. Với những hoạt động nhân ái thiết thực, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, đã góp phần tô đẹp thêm hình ảnh của ngành y tế Việt Nam, đồng thời khẳng định và cam kết mang đến dịch vụ y tế chất lượng cao, đi kèm với sự quan tâm và hỗ trợ tận tình cho tất cả các bệnh nhân ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí là một minh chứng cho sự lan tỏa của lòng bác ái và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Nhờ sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước và di nguyện của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường về một phòng khám tiện nghi, dễ dàng tiếp cận cho bệnh nhân ung thư đã được hiện thực hóa. Việc lát gạch và bê tông toàn bộ diện tích phòng khám là một dự án quan trọng, mang đến nhiều lợi ích thiết thực cho bệnh nhân, đặc biệt là những người bệnh nhân ung thư di chuyển bằng xe lăn. Nhờ có nền gạch bằng phẳng và chắc chắn, họ có thể di chuyển dễ dàng, thuận lợi hơn, giảm thiểu nguy cơ té ngã và tai nạn. Đây là một hành động thiết thực thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống của bệnh nhân ung thư. Họ đã chung tay góp sức để tạo dựng một môi trường y tế an toàn, thoải mái và tiện nghi, giúp bệnh nhân ung thư yên tâm hỗ trợ điều trị và sớm hồi phục sức khỏe để trở về với gia đình. Sự đóng góp của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước không chỉ mang lại lợi ích cho bệnh nhân mà còn góp phần lan tỏa thông điệp về lòng bác ái và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Đó là nguồn động viên to lớn cho những người đang gặp phải khó khăn, giúp họ thêm niềm tin và hy vọng về cuộc sống. Lời chân thành cảm ơn đến các nhà hảo tâm trong và ngoài nước đã chung tay góp sức xây dựng phòng khám cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nó hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Nhờ sự quan tâm và hỗ trợ của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, cùng với di nguyện của cha Phêrô Nguyễn Văn Tường đã được thực hiện thành công, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho bệnh nhân ung thư và cộng đồng. Phòng khám Cha Tường yêu thương cho không vì các thầy đã hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, là một biểu tượng cho tấm lòng bác ái và tinh thần tương thân tương ái trong cộng đồng. Nhờ sự chung tay góp sức của các nhà hảo tâm trong và ngoài nước, phòng khám đã mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho bệnh nhân ung thư, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của họ. Xin trân trọng. Con ở khắp muôn nơi mang căn bệnh trong người, căn bệnh ung thư cha ơi. Hôm nay con trở về đây, Cầu Ngang có một ông thầy chữa bệnh cứu người rất hay. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khóa hồng, 1 nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Chúng con ở tận miền Trung, con thì ở Ninh Bình, con thì ở tận Trà Vinh. Hôm nay được đến bên cha, ăn cây cỏ mang hạt giống với lòng yêu thương cho con. Ăn cháo nano, uống trà thảo dược, vậy mà người ơi, xóa tan khối u ác tính, xoa dịu nỗi đau người bệnh, mang lại hạnh phúc khắp nơi. Chúng con mừng quá cha ơi, một công trình khoa học, 1 nghiên cứu để đời, được cha áp dụng cứu người, để niềm tin đời đời vào Đức Chúa sáng ngời. Để niềm tin đời đời vào Thiên Chúa sáng ngời. Chúa trong những anh em, trong những tha nhân cùng con đồng hành. Hàng ngày con gặp được Chúa trên các vỉa hè, trên đường phố trường, trong quán chợ chiều. Hàng ngày con gặp được Chúa, con thấy vui hơn, con thấy yêu hơn, đời không lạc lối. Hàng ngày con tìm gặp Chúa, chia sớt ngọt buồn, san sẻ áo cơm, sưởi ấm lòng người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Hằng ngày con gặp được Chúa, nơi bác công nhân, trong bác nông dân, ngày đêm miệt mài. Hằng ngày con gặp được Chúa, trên các nẻo đường, ông bà mến thương, em bé đến trường. Hằng ngày con gặp được Chúa, khi đám tang qua, em bé sinh ra niềm vui tràn ngập. Hàng ngày con gặp được Chúa, trong xóm nhà nghèo, tiêu điều xác sâu, bình an phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Được Chúa như ánh dương lên, chim hót hân hoan, ngày vui khởi đầu. Hàng ngày con gặp được Chúa, khi đến nhà thờ, chuông chiều thiết tha như tiếng gọi mời. Hàng ngày con gặp được Chúa, khi ánh trăng soi đưa lối con đi, màn đêm phủ đầy. Hàng ngày con gặp được Chúa, trên ánh điện đường, yên niềm phố đêm, buồn vui phận người. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Không dám quên, yêu Ngài là yêu anh em. Lời Ngài con vẫn nhớ luôn, ai yêu tha nhân là chính yêu Ngài. Lời Ngài con không dám Truyền thông Phòng Khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy xin trân trọng kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay, Thành Võ xin thực hiện đoạn video clip hướng dẫn đường đi đến Phòng Khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí tại ấp Giồng Lớn, xã Dinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Từ bến xe miền Tây, thành phố Hồ Chí Minh đi đến phòng khám khoảng 135 km. Thành Võ đang có mặt tại bến xe miền Tây, tọa lạc tại số 395 đường Kinh Dương Vương, thuộc địa phận phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây, quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám phải đi xe khách về tỉnh Trà Vinh. Hành trình xe khách đi theo hướng quốc lộ 1 đến Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Tiếp đến, xe khách rẽ vào quốc lộ 60 đi đến cầu Rạch Miễu, địa phận giáp ranh của tỉnh Tiền Giang và Bến Tre. Tiếp theo, xe khách đến cầu Cổ Chiên thuộc địa phận giáp ranh của tỉnh Bến Tre và tỉnh Trà Vinh. Sau đó, xe khách đi vào nội ô thành phố Trà Vinh để sang xe trung chuyển. Tiếp theo, các xe trung chuyển của nhà xe sẽ đưa quý ông bà, cô chú, anh chị đi đến phòng khám. Hành trình từ nội ô thành phố Trà Vinh đến phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí, khoảng hơn 20 km. Vị trí này là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh, trường Đại học Trà Vinh khoảng hơn 1 km. Sau đó quý ông bà, cô chú, anh chị di chuyển vào quốc lộ 53. Tiếp theo là đến nhà thờ Phước Hảo. Tiếp theo là đến cổng chào của huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tiếp theo là đến nhà thờ Dinh Kim thuộc địa bàn của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 1 km, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn bên tay phải là biển báo nhà thờ Giồng Lớn thuộc huyện Cầu Ngang. Sau đó, quý ông bà, cô chú, anh chị rẽ trái vào nhà thờ Giồng Lớn. Đi khoảng 500 m, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn thấy nhà thờ Giồng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ. Tiếp theo, quý ông bà, cô chú, anh chị nhìn phía tay phải có biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải đi vào khoảng 500 m. Quý ông bà, cô chú, anh chị sẽ thấy phòng khám Cha Tường yêu thương cho không và các thầy, nơi hỗ trợ điều trị ung thư miễn phí. Xin trân trọng kính chào.